Mà mình bây giờ sống là toàn vì cảm xúc thôi. Cũng cái bài đầu tiên nói về Hoa Đại thì chắc là đó là cũng phải cách đây trước dịch nhỉ, 65. Lúc ấy là dục dịch là 65 hay cũng phải 65. 65 là đầu tiên nói về về Hoa Đại. Nhưng mà Hoa Đại này thì mình cũng chưa hiểu gì và cũng không biết gì và mà nói, chỉ biết nó là cây đại thôi. Đại thì nó có mấy màu, đấy, nó nhựa. Xong rồi nói chung là 6 năm trước thì mấy anh em thân thì là bắt đầu gom hoa đại, gom những cây đại này. Thì nếu mà theo như đánh giá thì đợt đi vẫn hoa hồng mới hoa giấy mới mọc hương ấy. Thì mình không để ý cho nên là không để ý cho nên cũng không có chất liệu để nói này. Để xem nó có sốt hay không. Xong rồi bẵng đi cũng tức là nó không phải là bẵng đi mà cũng để ý là xem có bán được hay không thì nó vẫn là dục dịch thôi. Còn hoa đại này thì trồng ở đâu thì qua một vài công ty thì cũng thấy công ty trồng để nó làm cảnh quan. Cái thứ hai nữa là thường là trồng ở nghĩa trang, ví dụ như nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, mấy cả đình chùa, đấy, bình chùa, chùa miếu mạo, đây miếu này, miếu thôn báo đáp. Đây là cái cây hoa đại, các cụ khóa cổng miếu đình chùa, đây là cây hoa đại. Tức là như kiểu là để cho các bạn là người dân mua để công đức ấy, những người giàu người ta mua những cây hoa đại này. Xong rồi ra đây thì mọi người sẽ thấy là cái khu này thì nói chung là để cho anh em trong giới cây cảnh người ta cũng biết nữa. Xong rồi người dân cũng biết. Còn tôi cũng không biết là trong dân thì nhà các bạn nào có trồng hay không, nhưng chắc là nhà thờ thì trồng. Còn nhà ở dân thì chắc là nghĩ là cái cây này ma mới tâm linh ấy thì người ta không trồng. Đấy, còn ra đây nó nói về. Còn bình thường người dân ấy thì người ta chỉ để ý giá vàng với cả giá lương thực thực phẩm hoặc nước hoa tăng giảm thế nào. Cái cây bình thường, cây hoa hồng, cây cau, cây kiếc thì người ta cũng chỉ cho là vớ vẩn thôi. Đó là cây đại, đúng không? Đại thì chắc là người ta nghĩ về cái vấn đề tâm linh đấy. Đình chùa miếu mạo nhá, công ty tôi cũng thấy là cần một vài công ty trồng rồi. Ở cái vùng này thì nó là cái vùng mà chuyên làm cây công trình. Ngày xưa thì có một bạn theo dõi, bạn bảo là quay xem cái mô hình trồng cây công trình ở Hưng Yên. Ở Hưng Yên thì quỹ đất nó ít, cho nên là từng xào ở dưới này cả cây trà lá ăn quả, nhưng mà hàng gieo hạt đấy. Tôi thì chắc là cũng phải tầm 3-4 hôm nữa tôi quay cho các bạn về giá với các thứ cập nhật sơ qua. Nhưng nghe thông tin cái Thủy bảo là ngày xưa mua trà lá giống, anh em nó mua 800.000 một cây giống. Xong rồi khổ lỗi là ngày xưa nếu mà vào cái giống nào nó đắt đi, mua cây giống về còn nhân giống được. Nhưng mà qua con thằng Mạnh nó bảo thì cái trà là này, một là gieo bằng hạt, hai là cấy mô. Đấy, ngày xưa nhá, cứ cái giống nào là mới này, hot này, là anh em mua giống. Nhưng mà thường là mua giống về thì người ta còn nhân giống được. Ví dụ như từ cắm cành, hoặc là gieo hạt, hoặc là tách cây bé như chuối các thứ ấy. Nhưng mà còn nếu mà mua ngày xưa mua cái cây gieo hạt mà đã 800.000 thì bây giờ cũng chả biết là bao nhiêu. Hôm trước hỏi có ông Mạnh thì nó bảo là 5 triệu mới mấy triệu ấy, cái trà là này. Đấy. Còn cái cây này cái này là cái đéo gì nhỉ? Quên mất bao giờ. Cái gì đỏ nhỉ? Gọi hình như là Osaka đỏ hay cái gì đấy. Cái Thủy nó lắm được. Còn đại thì đây. Cái đình chùa miếu mạo. Cái này là cái Thủy nó lắm được đấy. Mình thì cũng không lắm. Đại nhá. Ở tôi thì nói chung là ở Hưng Yên thì trồng cái công trình cũng nhiều. Nhưng mà cái quỹ đất thì nói chung là nó hạn hẹp và giá mặt bằng nó cao ấy. Nhưng mà ở các nơi khác thì làm cái công trình thì nó ấy hơn. Đó, người ta toàn tùy tính theo hecta ấy. Nhưng mà giá thì nó rẻ. Còn hôm trước con nói về cái này rồi. Những dòng sông đang dần chết. Cái này dưới này là cây mỹ nhân, hàng dâm ủ. Ở đây thì anh em làm cái việc dâm ủ cũng khá là quy củ. Dâm ủ như này, vừa dâm như này, vừa bán và vừa nuôi luôn. Chứ còn nếu mà bình thường mà đây, các bạn hôm qua cái Thủy nó quay hai cái kia, nhưng mà nó lại dẫn mình vào cái trào lưu gọi là kiểu gần như nhảy nhót ấy. Việc live stream như này là chỉ đưa thông tin thôi. Nó cũng là cái việc đưa thông tin ấy. Thế là hôm qua nó bắt mình là đứng quanh cái cây diễn xong nó hỏi là bạn ơi cây gì đây.
mình thì ngượng ngùng. Đơn thuần thì cũng chỉ quay như này, ông nói là đây là cái hoa đại, xong rồi nó thơm ra sao, xong rồi tác dụng của nó gì, là như thế nào. Về đi uống bia ông ơi, mẹ uống bia đéo gì. Bia có phải gu của mình đâu. Như này đóng góp hơn. Để ví dụ như là đấy, người ta ví dụ như là người ta đi bổ cau ở kiếp thì người ta không đi nữa. Người ta biết là cái việc như thế nào là việc có ích. Đi xem bổ cau, xem bói gì. Có lẽ là theo cái hướng tâm linh thì bạn mua mẹ là cây đại này, đình chùa miếu mạo, những cái nơi mà của chung hay công ích ấy. À, những cái nơi mà mang nặng cái tính ma mãnh mới là tâm linh ấy. À, ví dụ như bây giờ mà ở các bạn có cái đình như kia nhá. À, bạn đứng ra xong rồi gặp ông nào đấy. Tôi công đức cái cây đại đỏ như này này. Thì biết đâu thần rồi rồi. Các ông thần ở trong đình, trong miếu ấy. Nói chung là có lẽ là những ông thần ấy. Thì là ông ấy vẫn chưa buông được như Đức Phật. Đấy, thì là ông ấy có công đức, ông ấy có phước báo. Hoặc nói chung là nếu mà không mang cho các bạn cái tiền bạc được, thì ví dụ đi đường mà có cái biến cố gì, quả bóng nó bay đến chẳng hạn, thì tự nhiên là có điện thoại gọi đến, thế là bạn đi chậm lại vài ba giây, thế là tránh được cái tai nạn. Đấy, đấy là mang ý nghĩa tâm linh này, ma mãnh này. Rồi, người ta là nói tâm linh là nó là cao đẹp, mình lại nói ma mãnh. Không khác gì mình đang quay đây thì có người tốt thì người ta bảo giới thiệu sản phẩm. Đây là doanh nhân. Có người thì phũ phàng hơn là cỏ. Đây cái này đây đại đỏ. Đây đại đỏ nhá. Nó có mấy loại hoa cơ. Đây là đại đỏ này, nó đang rộ hoa đây. Đây là cây này này. Đi uống bia sướng cho cái thân ấy thì chả tác dụng mẹ gì thật. Còn hôm qua là cái cây đó, đây là cây nào đi về đi. Không phải chỗ kiếm ăn ở đây đâu. Mẹ ra chào hỏi không chào hỏi. Mày là tao buồn cười mẹ với mẹ. Đây là cây đại hồng. Đấy quay. Ai giờ thằng em Quý nghe cái Thủy nó bảo là Quý nhận được cái công trình ở đéo đâu, suốt ngày đi máy bay từ đây ra Bắc. Chắc là đi tàu hỏa chứ đi máy bay bây giờ đắt bố mẹ lên. Thì nó bảo là Quý dạo này làm ăn không. Rồi đau hết đầu. Mình thì đây là quay cho các bạn. Nói chung là hôm qua nói về, nói chung là ở đây ấy, hôm qua đéo có cảm xúc. Sống bây giờ sống toàn vì cảm xúc thôi. Chả biết là đấy là thằng em Quý nó biết. Hoa đại này thì nói chung là hình như 6 năm. Từ cái đợt trước dịch thằng em Quý còn chưa mở vườn cơ. Mấy anh em đã dục dịch đã gom hoa đại cả hầu như khắp miền Bắc. Trong nước mình ấy. Còn chả biết nơi nào thì nó rộ lên là trồng hoa đại này từ bé. Nhưng mà ở tôi thì có phải là ai cũng trồng hoa đại này đâu. Tại vì không phải là bán cho đại bộ phận quần chúng nhân dân. Đây đại đây này. Cho các bạn xem nhá. Mình đâu em làm đề cho các không làm gì. Nói chung là cứ làm đi chứ. Thấy cái Thủy nó bảo thế. Anh bảo dạo này mẹ bây giờ công lực nó đi xuống. Toàn đấy, nhưng mà thực ra thì cái việc mình làm bao nhiêu năm là mình phải là cái việc mình làm ấy, nó không phải là như anh em làm mình làm như kiểu là ngày xưa mình cũng nghiệm ra là mình đây đại thế này, những cái bọn tổ bố này, những cái việc như mình làm nó là cái nhân hiệu bà đó rồi. Họ đi bộ xin cái Thủy có 30 phút thôi thì hôm nay nói về cái đại này xong rồi, cái xu hướng 6 năm trước đấy là mấy anh em tay to là gom đại. Ngày xưa thì mình lại cứ đi theo cái hướng là bán cái gì phải cho tất cả mọi người ấy. Thì cái hoa hồng mới hoa giấy mấy cái đéo gì. Còn ở dưới này nhá, cho là hàng đại ra mủ nhá. Đấy. Tôi nghĩ là trong video này các ông sẽ thấy là mẹ tổ sư trồng đại như trồng rừng. Còn cây này là cây cái lúc trước nói rồi đây. Hình như nó là Osaka đỏ, mình không nắm được. Cái dòng này là cái dòng đắt hơn cái dòng ấy. À đéo phải Osaka đỏ, cái đéo gì như đỏ nhỉ, quên mẹ mất rồi. Chỉ nhớ nó bập bành lắm. Đây đại này toàn đại. Ở dưới này cũng toàn đại. Thì có mấy loại màu hoa. Một là hồng, đỏ, vàng. Vàng là nhiều, đỏ cũng ít. Còn một loại trắng nữa cơ. Rồi đi loanh quanh ở đây mấy vườn. Ui, nhiều lắm. Chỉ một người mà giải rác hàng mẹ chục vườn. Ở cả trong này ốc cũng 2-3 vườn. Còn quay để xem rộ lên xu hướng thế nào. Người ta mấy năm nay người ta bảo thập thế à, cái thời ông Trân Quang ông nói là cái thế kỷ này là thế kỷ của tâm linh. Người ta đã hay hay
hay theo kiểu ma mãnh với cả đền chùa miếu mạo ấy. Đấy đây tất cả là đấy Osaka đỏ. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Còn khoảng tầm Osaka đỏ thì cách đây khoảng 2 3 năm gì đấy anh. Ông Liêm ông bảo. Dưới này đấy nhá. Bên kia đấy nhá. Thế này, bên kia nữa. Hôm qua cái view kia bên kia quá đẹp luôn. Mà cái đại này bình thường nếu mà cái dòng cây mà vanh cái đường kính 10 ấy thì cái thủy nó bảo là đại thì còn làm đéo thì có cây nào đẹp. Mình bảo cây to là có cây đẹp đấy. Có những cây mà hôm qua mình trèo lên cái cây ấy cũng khá là đẹp. Bàn trà, bàn chiếc các kiểu. Xong cái thủy nó bảo là ông nào nhà có hồ cá coi thì mua cây đại, nhưng mà tôi cũng không biết là ở trong 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 nhà dân thì có trồng cây đại này không. Tại vì theo như kiểu mình ấy là cây đại này nó mang cái yếu tố hơi ma mãnh một tí. Đấy, người ta bảo là yếu tố tâm linh thì mình thì cứ ma mãnh. Tâm linh với ma mãnh nó khác nhau đúng không? Tâm linh là cả thần cả Phật. Ma mãnh là kiểu ngạ quỷ súc sinh. Kiểu ma mãnh ấy. Bây giờ nói các ông thần là ma mãnh về các ông tự ái bỏ mẹ luôn. Tao bao nhiêu năm cống hiến để tao lên chức lọ chức kia. Ông lọ và trai mày bảo tao đồng hành với cả ma mãnh nhỉ. Tức là mang yếu tố tâm linh. Thì không biết có chồng ở nhà hay không. Đấy đại này. Nói chung là theo tôi đánh giá một cách chủ quan thì ở Hưng Yên tôi ấy, mà trong giới ấy, thì ở đây thì là cái số lượng đại và đa dạng. Đấy, đa dạng. Ngày xưa mấy ông anh này là mẹ cứ ở đâu có đại là lấy gom hết. Đấy, làm đéo gì có ở chỗ nào mà lắm đại thế này. Đúng không? Đại thì đây sơ qua cho các bạn. Chưa biết thì đây nó như thế này này. Đây là đại vàng. Còn đại hồng, đại đỏ. Và nó thơm. Đây mỗi lần nó ra hoa là nó ra một cái cành này. Nó ra hoa như này. Đấy, nó cũng khá là thơm đấy. Nhưng mà nói chung là nếu mà nó ra nhiều hoa thì đứng ở dưới cây và đi đến đây là có ngửi thấy mùi thơm hôm như hôm qua. Còn phải dí mũi vào thì còn nó ấy vào đây nó chảy nhựa này. Mẹ nhựa cái loại này cũng dính tay. À đây nhựa này. Đừng cảm giác cái loại này như sữa mà há thỏa mồm mà nhá. Chả biết có độc hay không đâu. Các ông lại cứ tưởng là màu trắng là sữa. Đấy bình thường người ta lên mạng người ta bảo mình như trộm chó ấy. Đấy là trong nhà Phật là đừng chấp tướng. Bẻ ra lại thấy cứ tưởng là sữa rồi ghé mồm mà hút. Đây không chấp tướng là như thế này này. Mấy thằng nó bảo là cái tướng của mày không tin được. Đây này cái tướng thế này. Đấy nhìn cứ như kiểu cô gái Hà Lan mấy cả ấy thế này. Gá mồm ở đây mà hút. Không chấp tướng nó vì thế này. Đây là hoa đại. Và nói chung là nó cũng thơm. Đấy, tôi thấy nhiều công ty là cũng cũng trồng. Để lấy cảnh quan lấy bóng mát và nó cũng thơm. Nó cũng thơm. Còn cái vấn đề thơm ấy thì bình thường tất cả các loại cây ấy hôm nào thời tiết trong lành thì là mùi thơm nó tỏa được đi xa. Còn hôm nào thời tiết âm u có mưa thì hương thơm nó ở gần. Đấy cái việc ra hoa của hoa đại nó như thế này. Có mấy loại đại thì ở đây khách quan mà nói thì cái đại vàng này nó nhiều nhất. Xong rồi đến cái đại đỏ. À đại vàng, không đại hồng. Không đại đỏ. Đây cho các bạn xem. Đại hồng. Đây. Đây là đại hồng. Tên thì có lẽ cũng không chính xác đâu, tôi chỉ biết nó màu hồng thôi, còn tùy các ông gọi nó là cái gì mẹ gì. Đây. Đấy, còn một cái đại trắng nữa thì tôi cũng chưa nhìn ra. Cái loại nào thì nước nó cũng như thế này. Đây, hoa của nó đây. Còn đại vàng đây. Đây. Nhìn thấy chưa? Còn đại đỏ đây, cho các bạn xem đại đỏ đây. Đấy, còn nếu mà người ta ở chuyên ở trong giới ấy thì khéo người ta nhìn lá người ta cũng phân biệt được. Cho cái lá này với cái lá màu vàng kia nó khác nhau như nào. Kiểu nhãn này. Đây Osaka đỏ với các thứ đây. Đấy nhìn thấy chưa. Ở đây đi bộ cũng ấy phết đấy. Bên kia thì nó có cỏ. Và có cái suy nghĩ là cái dòng sông này các cụ là kiểu như bác Hồ ấy. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước ấy. Đấy các vua Hùng với cả các cái đời trước đã đào cái con sông Bắc Hưng Hải này để làm thủy lợi, tưới tiêu cho ruộng đồng mùa màng. Bây giờ là các cháu là làm ô nhiễm hết. Xong rồi mình nói thì con cái thủy nó bảo bây giờ các công ty nó nói cũng quay đúng. Về cái vấn đề xả thải này tôi nói 10 công ty thì đến 9 công ty toàn thải trộm. Làm ô nhiễm hết cả dòng nước. Đây đại đây. Đấy nó có theo quy cách nhá. Đấy nó có theo quy cách. Đây là đại đỏ này nhưng nó cao quá. Đầy cây bé, đầy cây thấp việc mẹ gì phải vươn lên cây cao.
còn ngọc lan với hoàng lan với gì ấy. Với cả đây đây cọ xéo ô che lắng là dâm mắt đường em đi. Đây đại hồng nhá. Nhiều lắm, đây chỉ là một đấy thôi. Cái dòng bé bé này thì nói chung là nó cứ lòng quẳng như này. Nhưng cái dòng to ấy nó có nhiều cây đẹp. Nó có nhiều cây nó dáng thế nó đẹp. Khẽ lại ui kéo tít ở ra ngoài kia. Mình cũng chưa đi ra đến đây. Đấy, chưa đi ra đến đây. Các cái cây bệ cây cây bé như này là dáng nó cứ mỗi cây kiểu đường kính 10 như này. Đường kính 10 là nhiều nhất. Đấy, nhiều nhất thì nó rẻ. Còn các cái loại mà hôm qua cây mình trèo lên ấy nó phải vanh 70. Tầm 20 25. Các bạn đã thấy được cái chỗ nào mà nó nhiều. Nhiều đại như này chưa? Đấy, mang yếu tố ma mãnh này. Ma mãnh ở đây hơi nhiều đấy. Đúng không? Ui, có tít vạt ngàn tít ở kia. Mà đây nó chỉ là một vườn. Ui, một vườn. Đây dưới này cọ xéo ô che lắng đúng không? Họ nhà mây che đan kết hợp. Rồi. Tôi đi như này không ấy là không đủ đủ dung lượng. Xin con cái thủy có lửa tiếng ấy. Không đi nhanh còn sang bên kia này. Cỏ kiếc ở dưới đi mát ê mất chân. Đấy. Thế này mang tiếng idol mà. Rồi à, phát live stream với chụp ảnh hôm qua chụp ảnh tối bụi cho hôm qua là cho cái thủy nó chụp ảnh nó diễn trò. Nó cứ bắt mình đứng gần cây. Đây các cây con này. Cái loại này thì dễ. Loại này theo như ý hiểu của tôi là cứ chặt cành. Xong rồi cắm lên là nó lên. Đúng không? Cái loại này này. Nhân giống để trồng mới này. Còn một cái ông đéo gì ở Hải Dương còn. Còn vừa rồi cái ở tôi thì nói chung là cái ông phê là ông ấy trồng cái. Cái cây cây thông. Đúng không? Ông ấy vặn bonsai, ông ấy trồng đầu tiên. Cây bây giờ to lắm. To hơn thế này rồi. Hôm qua mới có bài báo ở Hải Dương là có một ông trồng thông. Cái thủy thì nó bảo đấy là thông Caribe. Ở Lại Ốc thì có bà Quế Giang, bà đang trồng thông mà hôm trước tôi quay cho các bạn ấy. Đây là vẫn là đại hồng. Rồi. Đấy. Còn trồng thông ấy. Đấy là những cái mô hình mới. Còn thực tế thì nói chung là vào sâu trong những cái vấn đề này thì đây đại là 6 năm trước tôi quay nhưng mà cũng không có nhiều chất liệu như bây giờ. Bây giờ mình hiểu đời hơn. Cái nhân giống như này mình nhìn qua là mình biết. Bọn dớ dẩn này cứ chặt cành xong rồi dâm xuống là nó ra dễ. Ờ, ngày xưa là có cái cây đéo gì lá bỏng nó biết cái gì vặt lá cắm xuống nó cũng sẽ ra cây. Đấy tức là nhân giống bọn này này. À, tôi nói là cái này nó mang yếu tố ma mãnh thì này nó còn đéo chết cho đây này. À chết rồi này. Cái này cứ chặt cành thôi dâm xuống. Chắc là nó thế là nó ra dễ này. Nhà. Con này nó dễ sống không. Mẹ ngang với cà ve. Đây. Ôi trời. Đây là cái cành nhá. Mà vứt xuống đây mà nó ra dễ đây này. Đây. Đây. Con này thì đéo ra dễ. Ông này cãnh này thì ra dễ. Chắc là cái cành này là cắm. Xuống để ra cây mới nhưng mà nó bị đổ. Đấy. Còn cái vấn đề mà. Ui bạt ngàn. Mình tít thì tít. Đấy, khoe cái gọi là cơ ngơi mà nhiều đại như này này. Là các ông cũng hiểu là nó nhiều như này thì nó rẻ đúng không? Đã có nhiều anh em như thằng em Chú Quý nó chụp cả vườn nó được 1-2 cây thì làm đéo chả đắt. Nhưng mà thực ra thì toàn anh em chúng tôi là giá nó xem nhau hết. Chẳng qua ví dụ như là nó bê 1-2 cây về thôi. Về vườn thôi để cho nó khách triển lãm thôi. Nhưng mà mình cứ cầm điện thoại này mình chỗ nào nhiều nhất mình quay. Thế là người xem người ta mơ hồ. Mẹ thằng góp nhặt cát đá nó quay như rừng như này thì làm đéo nó chả rẻ. Thằng Quý kia nó quay có 2 cây thì làm đéo nó chả đắt đúng không? Nhưng mà nói chung là mấy anh em chúng tôi là ai cũng rẻ. Rẻ ngang nhau thôi. À, chủ yếu là thằng nào lãi ít thằng nào lãi nhiều thôi chứ còn nguồn cây thì hầu như mấy anh em chúng tôi là tẹp đầu vào ấy. Nó khá giống nhau. Đấy phải giải thích ngay. Đấy như hôm nào mà các ông dọa dẫm khách hàng ấy là phải tìm chỗ nào nhiều nhất. Những cái thủy nó không hiểu cái vấn đề ấy. Nó cứ gần nó quay. Đấy nhìn thấy chưa. Mẹ đi từ lúc đấy phải 20 cây rồi. 20 cây số rồi chưa hết đại. Tất cả những cây này đều bán hết ấy. Chứ không phải là rủ ma rủ đến đây đâu. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Bọn này là bọn to rồi, bọn này gần 20 rồi. Đấy. Thế các ông thấy chưa. Toàn thì đéo hiểu là trồng cái này đến bao giờ mới sốt nhỉ. Nhiều lắm. Tính ra như này riêng ở chỗ này nó cũng phải vạn cây. Chỗ này chưa có những cây đại đẹp đâu. Tại vì tôi bán bảo những cây đại này đại bé này. Nó nói chung là để mà tìm được
để mà làm thành cây đẹp ấy, thì biết đâu rồi anh em chúng nó về nó uốn dây đồng dây thép từ những cây bé này. Đấy, uốn dây đồng dây thép thông cây B cũng bắt đầu uốn dây đồng dây thép từ cái tí ấy, như ổi với sung ổi đi lên mỏi chân lắm nhỉ. Đấy, đại hồng như này, đại đỏ thì ít hơn, cái loại hậu loại vàng là theo tôi đánh giá là ở đây là nhiều nhất, xong rồi đến đại hồng, đỏ thì ít hơn. Đại đỏ kìa, tìm cái nào thấp thôi, còn một loại nữa là hình như là trắng ấy sao, nhưng mà đây ít. Đây thì đấy các bạn thấy nó đang rộ hoa đây nhưng mà vàng vẫn nhiều, vàng này, hồng này, đấy đỏ ít, ủa thì tí tuần sơ kia kìa. Thôi chả mấy khi mày khỉ mấy khi đúng không, cho đi nó mỏi chân cho sướng sướng. Ở kia thì các cái vườn nó bé hơn, vườn đây các bạn nhìn hai bên như này mẹ hàng vạn luôn. À đây liễu này, liễu này, hôm trước là có khách hỏi liễu đây, xong rồi xong cái Thủy nó bảo ông ấy gửi ảnh đây, ông anh ấy lại bảo là chờ một tí, mình bảo là chắc lại cò rồi. Hóa ra trồng liễu này. À, đùa đâu. Cứ ông lại mà bảo là gửi ảnh xong rồi chờ một tí, mình bảo là lại đi đâu đấy, ông chụp ảnh của ai đấy rồi. Xong rồi bán kênh lên để kiếm lời rồi. Nha. Ui ồ, vô tổ. Đéo hiểu. Bao giờ đại mới sốt đây. Nhưng mà cái thế kỷ của tâm linh như này là nói chung là có lẽ là sắp tới người ta là ta mua đại nhiều đấy, chưa đến cái giai đoạn cây đại đẹp đâu, tại vì là những cái dòng bé này thì nói cái dòng này vẫn là thuộc dạng là hồng, đéo phải đây đỏ luôn này đấy, trước là hồng bây giờ đỏ, có so sánh không, còn vàng thì vẫn nhiều đấy. Bạn ấy hỏi là có mấy loại đại thì ở đây thì theo như tôi đánh giá thì hồng đây, vàng nhiều, hồng cũng nhiều nhưng mà ít hơn vàng. Cái nữa là đỏ ít hơn. Đấy, có ba ở đây là ba loại chính, còn có thể loại trắng hay là cái gì đấy, hoặc là chờ người ta lai tạo nữa, hoặc nước ngoài chịu, nó cũng thơm. Đi đây thì lúc nãy cũng thơm, ủa nó tít ra dưới kia, xong rồi lại đến cái đéo gì ở mẹ như thế này mà cứ gọi là lắm hết thông tin. Đây là đột đỏ này, à, đỏ này, hồng này. Đây cho các bạn xem nhá. Cái màu đỏ với màu hồng thì cái nếu mà không ấy khéo này nó lan lá như nhau thì bỏ mẹ luôn ý. Nhưng mà cái này nó có nhựa. Đấy, nói về đại mà cũng là có người xem. Thế 22 như này. Vàng thì nó khác biệt hoàn toàn rồi. Đấy, đây là màu hồng này. Đấy, đây này ngay cái nụ nó cũng khác này. Nụ nó khác, cái kia đỏ hơn. Cái này hồng. Đấy. Đấy thấy chưa? Đấy, dành cho các bạn này. Nhựa đây này. Thì bảo cái Thủy nó xuống đây là nó ấy liễu. Đấy, cây này xì sơn là ấy cho khách này. Tí cho các bạn xem những cây đại đẹp. Đây là cái loại gọi là bình dân. Đấy, màu hồng với màu đỏ nó khác nhau. Đây, cái màu này nó cũng lại khác tiếp này. À đâu, vẫn màu hồng. Cái loại này còn nhạt hơn đúng không? Đấy, thơm thơm. Cũng thơm thơm. Bắt đầu nhạt mồm nhạt miệng rồi. Ơ con này quái thai phết nhỉ. Đi ra kia cho xem cây to nhá. Mẹ đi xuống tít dưới này thì cũng chỉ thế này thôi chứ. Ủa cái tít ở dưới kia kìa. Lại cọ xéo ô che lắng này thế này. Cọ. Đấy, quy mô chỉ có mỗi trồng đại thôi mà. Tính ra có 1-2 người mà hàng vạn cây. Xong rồi phượng kia, phượng đỏ. Trồng phượng. Đa. Phượng này, phượng đỏ này. Ở cái vùng Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ đây. Còn ở tôi thì có cả loại phượng tím. Mình thì thực ra là các cái năm trước là toàn hoa huét. Không, mấy năm gần đây bắt đầu lại để ý cái bán được cả cây công trình, nhưng mà bán cũng lặt vặt. Không, chưa biết là mấy anh em là đang vào cái hàng cây ăn quả làm cảnh, nhưng mà quấn dây đồng dây thép, nhưng mà mình chưa chuyên sâu được cái bọn ấy. Thấy cái nào đẹp đẹp thì quay xong rồi nói cái là cũng chỉ nói là mấy năm nay anh em bảo thế thôi. Chứ còn thực ra thì nếu mà bây giờ mới khai thác, hoặc là vừa năm ngoái năm trước khai thác ấy, thì để mà thành phẩm được thì nó phải mất 3-4 năm.
Đấy, như cái bọn đại này là 6 năm trước anh em gom vào nhưng đến bây giờ nó vẫn thế đây. Đã sốt lên đâu, đúng không? Tôi bảo 6 năm trước ấy. Những cái ông cánh này là những cái ông mà mẹ dâm ngủ ở đây lâu lắm rồi đấy, đúng không? Và cũng có thể là ngày xưa là tự nhiên đùng một cái ông nào ông mua 20 cây, thế là anh em phán đoán là chắc là sắp sốt rồi. Khi nào nó phải kiểu như kiểu là có cái hiệu ứng mà chó cắn theo đàn cơ. Hoặc là một cái người nó đủ cái tiếng nói, đủ độ lỗi, nó trồng. Bây giờ ông Vượng, ông lấy cái đại này, ông ấy trồng ở khu vin mấy ở Hưng Yên hay là ở Hà Long hay là cái gì ấy. Thế là dân ngày xưa là, ngày xưa trong Eco Park nó trồng cái hồng thân gỗ. Đấy, thế là mấy anh em là nhập hàng tàu về, sốt lên một thời gian. Đấy là có những người, người ta thay đổi được cái tư duy người dùng, người giỏi ấy, nắm người theo dõi ấy. Người ta thay đổi được cái tư duy người dùng. Chứ bây giờ mà ông trồng một cái cây đéo gì, nó mang ưu điểm là không sâu bệnh, thơm các kiểu ấy, quả ngon đấy chứ. Nhưng mà ông không có tiếng nói thì còn lâu mới thay đổi được. Những người giỏi giỏi thực sự ấy là người ta ảnh hưởng đến người khác, thay đổi được thói quen người dùng đấy. Ngày xưa mình hay nập này cái bài ấy. Còn đại đại là 6 năm rồi. Đấy là cứ ở đâu có đại là gom vào. Còn lũng đoạn thị trường, nhưng mà cái chính là cái phải phán đoán được cái sức mua. Chứ ông có tập trung cả đại cả nước về đây, nhưng mà ví dụ như trong tay ông có 1 vạn đại, nhưng mà ông không tạo được cái tiếng nói, ông không thay đổi được cái thói quen người dùng. Cả làng người ta không có cây đại, nhưng mà người ta chỉ mua 1 năm người ta mua 2 cây thì đến bao giờ ông mới hết 1 vạn, đúng không? Thì là ông lại sốt ruột, ông lại phải bán rẻ. Đấy, nhưng mà bây giờ ông có 1 vạn, nhưng mà tầm 1 vạn người mua cơ, mà mỗi một người mua 2 cây cơ. Thế là giá 1 triệu thì ông đẩy mẹ lên 3 triệu vẫn hết. Đấy là các cái trào lưu mộc hương rồi mẫu đơn rồi các thứ nó sốt lên. Kiểu tự nhiên có thời điểm ấy 1-2 năm ý, 3-4 năm ý. Nó nhu cầu của người ta cao quá. Đấy, nhu cầu người ta cao quá, thế là nhiều người ta lướt sóng này. Mẹ cây cối này nó cũng như bất động sản ấy chứ. Người ta thấy cứ ai cũng hỏi ấy. Mặc dù là người ta chỉ mua hết 1 vạn thôi. Nhưng mà chính ông bán hàng với cả cứ có một vườn đại này nhá. Mà tầm thằng em Quý này, thằng em Hùng này, Kiên kiếp các kiểu, tầm 20 người cứ đi qua đây hỏi giá. Nào hôm sau cây đang 800 tự nhiên đẩy lên 1,2 triệu. Các ông trong giới cây cảnh này buồn cười lắm. Khi có một vườn đại này nhá, mà anh em chúng tôi còn phải bảo nhau, hỏi ít thôi, một người hỏi thôi. Ô mày à, bây giờ 3-4 thằng đều muốn là hỏi giá, thế là tự nhiên bây giờ cả năm trời đéo có chó nào nó ỉa đến. Tự nhiên này 4 thằng trong nại ốc nó ra đây nó hỏi đại này giá bao nhiêu một phát. là cây đang ế trồng vó này, nhưng mà mẹ sao hôm nay đại chắc nó sốt hay sao mà 5 thằng hôm nay nó hỏi. Thế là lại đẩy mẹ lên 1,000,000. Đấy, nói thật đấy, những cái này là còn người ta có mua đéo đâu, cứ hỏi mà chính là hỏi, người hỏi cũng tác động đến giá nhá. Hỏi chưa chắc đã mua đâu, nhưng mà bình thường là đéo ai hỏi thì giá nó còn giả rẻ. Tự nhiên đùng một cái ngày mát rời thấy mình nai là 4 ông 5 ông hỏi một phát là giá nó lại lên cao hơn lên tí. Còn mẹ cứ 1 tháng mà sốt xình xịch là nó giá nó cào lắm, các ông phải hiểu như thế. Còn rõ ràng cái tâm lý nữa. Hôm nay quay cho các bạn còn ra sang bên kia cho nó đẹp hơn. Còn ở đây chỉ là mới có đi như thế là được. Đây là một vườn, chưa xuống dưới kia. Sang bên kia, hai bên kia xong rồi ra. Không ra hổ câu nữa, xa lắm. Ở đây 4 5 vườn, 6 7 vườn. Cái chỗ này là tập trung nhiều nhất. Theo tôi ước lượng từ lẫy nó phải lên mấy nghìn, chắc cũng lên đến 1 vạn. Nác đác này. Cứ cái gì gọi là tên là đại thì nhiều lắm. Nhưng mà chỉ qua đây thôi, hầu như cũng chỉ qua đây. Các nơi khác thì có lẽ là cả cái khu Văn Giang với cả ấy ấy. Văn Giang với cả Phụng Công ấy. Thì chắc là con nhà thì có 2 cây, 1 cây. Còn chỗ nào mà nhiều là chỉ có anh em nhà này thôi. Chỗ nào mà một vườn mà toàn đại ấy là chỉ có anh em nhà này. Buồn cười lắm.
Đấy, thế cũng mang tính độc quyền luôn. Cho nên là như tôi cứ chỗ nào nhiều đại như này là chỉ có hai anh em nhà này. Hai anh em nhà ông Điềm với ông Huynh. Cái hiểu kiểu gì? Kiểu này chỉ có ngày xưa mình có trêu mấy anh em thằng ấy. Kiểu này chỉ có nằm mơ mới. Ngày xưa nó ghép cái hồng xiêm xoài mấy vạn. Mình bảo kiểu này là lại nằm mơ, xong các cụ bảo phải trồng như này rồi. Như làm đéo gì có chuyện ma mãnh thế đéo nào. Gom đéo gì đại cả nước về. Mình cũng không nắm được cái chủng loại đại này trong cả nước đâu. Nhưng đại ý nhiều lắm. Và chỉ có mấy anh em. Đấy, chứ không phải là cả làng. Cả làng gom. Cả làng gom thì nó sốt bà đó rồi. Đấy, này, tiếp tục nha. Sắp hết chỗ này rồi. Bắt đầu mỏi chân rồi đấy. Tí là, nhưng mà nó nhựa. Nó thơm đấy, không phải không thơm đâu. Và cái cây bọn này thì nó dễ. Bọn này nó dễ sống. Từ cái việc trồng, chăm sóc, nhân giống. Bọn này ưu điểm của nó là thứ nhất là theo tôi đánh giá là mẹ đéo có sâu đục thân. Đấy, khỏe. Đấy. Còn chả biết ngày xưa ở trong bệnh viện là mình ấy cái loại nào nó có cái nhựa của nó có độc với cây đéo gì ấy. Nhưng hình như bọn này không phải. Trồng thì ban đầu là tôi nói rồi. Loại này là liên quan đến tâm linh cho nên là thường là trồng ở đình chùa miếu mạo, khu nghĩa trang liệt sĩ, khu cái gì đấy mà giáp đấy, cái khu nghĩa trang nhân dân ấy, kiểu ấy thì nó hợp. Còn tôi cũng thấy là ở trong rất à trong công ty cũng có là công ty trồng, không biết trường học công sở thì có trồng hay không. Nếu các bạn tự theo cái nhu cầu của mình để hỏi lãnh đạo các cấp. Nếu mà muốn trồng ở trường thì phải hỏi thằng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, hỏi hiệu trưởng là chắc nhất. Phó nó cho trồng hôm sau hiệu trưởng nó lại bách đi, nó lên nó phạt kiểm điểm, tự nhiên mất tiền oan rồi mang tiếng. Nhưng mà cái loại này mà trồng ở đình chùa miếu mạo, đình chùa miếu mạo đấy, nghĩa trang liệt sĩ thì không cần phải vẫn phải hỏi người ta thì mới trồng chứ. Nhưng mà tức là nó phù hợp trong nhà dân thì rồi này phải hỏi ý kiến người lớn. Đây sang bên kia thì đẹp hơn, bên kia dưới nó có cỏ trúc quân tử. Đấy, lại đi vòng qua cái trạm bơm ở dưới này cũng trồng như thế, cũng nhiều, nhưng cái khu này nhiều nhất. Chỗ này là cái đất gọi là đất người ta gọi là đất cơi nới đúng không nhỉ. Này này gọi là cái bờ kè ấy. Lúc kia cũng nhiều đại kìa, nhưng mà ít hơn so với cái lúc nãy anh em mình đi mỏi hết chân. Xong rồi ra đây này có cái tâm niệm là đây, những dòng sông đang ngấp ngoài đây, mẹ 10 năm nữa thì nó chết hẳn luôn, như sông Sụp Tô Lịch luôn. Quay thì hôm qua nói cái chủ đề là nếu mà đói quá thì ăn cũng được, nhưng mà cảm giác nó lao lao của mẹ lên nhỉ. Ngày xưa cái dòng sông Bắc Hưng Hải này, cái năm mình học lớp 10, lớp 11, 12 ba thằng còn xuống, ba thằng bạn học ấy rủ nhau cái chỗ ấy là còn mò chai. Ba thằng mà mò được cả một cái con thuyền, ba thằng bốn thằng mò được cả cái con thuyền mà kia nhờ chai. Nhưng mà về sau khi đến tầm bây giờ là mình hiểu là chai là nó sống ở nước sạch. Bây giờ xuống mò đéo có chai đâu, chết hết rồi, chai chết hết rồi. Bây giờ mà xuống ở đây có cá bắt thì nó đéo dám ăn. Thực ra nói thẳng ra là bắt cá ở đây không dám ăn, nhưng mang ra chợ bán là cũng kiếm được tiền. Đấy, ngày xưa ông anh mình còn bé, ông anh toàn mò cua ở Nghĩa Trang. Đấy, toàn mò ở các cái mộ miếng cái thứ ấy, mang ra chợ đéo dám ăn đâu mà. Mang ra chợ bán thì người ta cứ khen là cua béo. Lúc nào có lại ới chị nhá. Toàn dọn bể. Xưa thì cứ nghĩ đây là cá chê. Nhưng mà ở trong Nam nó là, ở trong miền Tây mấy các thứ nó là đặc sản đấy. Còn ở tôi thì cái vùng này nó bẩn như thế này thì bắt là không ăn đâu. Có anh em chúng nó thì dí, chúng nó không biết là cá dọn bể đâu thì nhét vào mồm thôi. Chứ còn mình nhìn thấy cá bắt ở đây thì mình ăn thì đéo là được. Bẩn kinh lên. Mẹ không ăn thì không chết được, ít nhất là trong một tuần cũng không chết được. Nhưng ăn vào biết đâu ung thư thì chết mà mẹ. Cho nên là ngày xưa bảo là phun thuốc trừ sâu thì ông cõng bảo là mày thuê người ấy chứ. 50.000 một bình, hơn 10 năm trước.
dọn bể. Xưa cứ tưởng cá chê. Đấy, tức là cá ở đây này. Bắt thì nói chung là mình bắt thì mình không ăn đâu, nhưng mà mang ra chợ bán là thằng nào chết thì kệ mẹ chúng nó. Kiếm được tiền đã. Đấy, cái tâm lý là dân mình như thế. Khuất mắt trông coi. Đúng không? Còn mình thì mình không nói ra, đấy là thực tại nó thế. Còn ông nào chả tôi yêu Việt Nam. Hôm nào hát thì hôm nào giải phóng Điện Biên Phủ rồi 30 tháng 4 treo cờ Tổ quốc xong rồi cũng yêu lắm. Yêu nước kinh khủng khiếp, hoảng hốt luôn. Những cái thực tế như thế thì mẹ từ sau giải phóng bắt đầu là rau hai luống lợn hai chuồng này. Thì tôi bảo hôm trước tôi bảo 5 điều Bác Hồ dạy. Mẹ học đến cuối đời đã hiểu được đéo đâu. Mà cứ đi học cái cao sang, học làm giàu mới cắt kiểu. 5 điều Bác Hồ dạy là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Cứ học cái cao siêu, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Đồng bào tức là ngày xưa kể hôm trước bảo câu chuyện này. Đồng bào là cùng ở trong cái bào ấy. Nó đi vòng qua đường này cũng được, nhưng mà thôi đi dưới này cho nó. Đấy, ba thằng bọn tôi cái năm lớp 11 mò đúng con thuyền kia, trai. Đấy. Nói lại động đến ông nhà may gì rồi đấy. À nhưng ông nhà may này không phải công ty may. Nhà công ty may nó mới ghê. Hôm trước nó phạt con sông Bắc Hưng Hải này. Nó phạt một cái công ty may đéo là 300 triệu. Đền bù thiệt hại với thế nọ kia. Thiệt hại thì chúng nó đong đếm làm sao được. Tổ sư bao nhiêu các cái huyện mấy cả xã mấy các thứ từ cái con dòng sông này để lấy nước để về để trồng ngô mấy gạo mấy các thứ này, nước bẩn vào nên là lúa chết mẹ hết. Còn cũng có thể là lúa nó chết vì nguyên nhân gì, nhưng mà nước dùng để tưới tiêu nhưng mà nó ô nhiễm. Ai hôm trước nói mấy cái thủy nè, mẹ vú sữa hoàng kim ở nhà nó đang ở bên này lại đéo có nha, nó bị cái kia chặn rồi thế nào dọn bể nó không thò sang bên này. Nhưng mà sắp tới rồi, năm sau rồi nó cũng bạt ngàn. Bọn dọn bể đéo biết nó đâu ra đây này. Đây. Kìa con kia bám vào kìa. Kìa. Dọn bể này khó sơi, khó diệt nó lắm đấy. Ấy nó vứt lên đây phơi chán. Chúng nó nhiều lên kít này. Xong rồi nó cứ lên cứ như tưởng cá chê. Bây giờ cái thời trở lại 20 năm ngày trước. Mẹ xuống sông này mò trai thì mò đợt đi mấy thằng, ba thằng, bốn thằng. Đợt năm lớp 11, 12. 2002, 2003. Đấy. Ba thằng mò đầy cả con thuyền này trai. Không về sau biết là cá giếc ấy. Mấy trai là nó sống ở nước sạch, nước bẩn nó chết hết. Còn đây là cái nền kinh tế nè. Đây không phải là trồng cỏ. Trồng cỏ để cho đẹp đâu, mà đây là trồng cỏ để làm kinh tế đấy. Bán ngày xưa là có một thời điểm là bán lẻ là 35.000 một mét. Đúng không? Yeah. Bán lẻ hay đéo gì ấy. Đấy, trồng cỏ đây. Còn ở trên mạng thì lần trước mình có nói rồi. Cỏ này thì chứ anh em nó nói là cỏ Nhật. Còn ở trên mạng thì nó lừa đảo hay là nó ấy là tôi cũng không biết là cái cỏ này thì nó có trồng được bằng hạt hay không. Nhưng mà qua anh em chia sẻ rồi khoa học mấy các thứ thì cái việc trồng cỏ là nó như kiểu trồng lúa ấy. Đấy này. Trồng cỏ mới ấy. Tức là như kiểu là đây là đám mạ mà các bạn hay cấy ấy. Đấy này. Đấy, nó lấy một bịch này này. Khi mà nhân giống để trồng cỏ ấy. Là người ta xé từ đây này. Người ta cắm như kiểu cắm mạ ấy. Còn trên mạng thì chúng nó bán là hạt giống cỏ Nhật. trồng sao anh. Trồng xong một thời gian là nó ra cải. Nó ra cái đéo gì ấy. Đây đại đây. Thì ở hôm qua thì ở đây thì ấy hơn. Còn cái khu mà. Hình như là đấy như anh em ấy thì là ở cái khu Nam Định thì có lẽ là cỏ rẻ hơn, nhưng mà có lẽ cái cách trồng cũng khác. Đây hôm qua là cái cây, nói chung là cây đại mà. Đấy này. Đấy hôm nay để cho hết cái bài đại nhá. Xong rồi sơ qua cái cỏ. Đây. Đây là những cái dòng đại to. Còn những cái cây to như này thì nó là cái tuổi thọ nó lâu. Đấy giá nó cao. Thì từ cái dòng đại bắt đầu gốc nó như thế này. Nó bắt đầu có những cây cũng là đại, cũng hoa như thế. Nhưng mà dáng dấp, bay lượn, nó khác nhau. Mà cái thủy nó bảo là đại thì cây toàn vòng vòng vèo chả có cốt cách cả. Nhưng không phải đâu.
Đấy, nhất là cái cây mà hôm trước mình trèo lên mình ấy này, đây như cái cây này này, chả biết là ông anh ông bán được bao tiền. Đấy, cũng là đại đây này, nhưng mà nó có dáng, có thế, có bay, có lắc, có tay, có cành. Đấy, nó khác chưa? Cũng là đại nhá. Đây là hôm nay nói về vấn đề đại. Trước đấy mình không để ý đâu mà. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn chơi cây ấy là các bạn nhìn thấy cái dáng của nó. Tay bay rồi tay cành. Còn đến một giai đoạn nào đấy thì là cây là phải nằm. Đấy, phải nằm từ bé thì nó mới có những cây nó dáng dấp theo ý muốn được. Còn sau một thời gian dâm mủ thì nó ra cái tán. Nó ra cái tán nó to. Còn cái việc cái cây đại hay là cất tất cả các cây khác thì nếu để tự nhiên thì nó 10 cây, 20 cây mới được một cây. Nhưng mà đây là toàn tự nhiên đấy chứ. Về chỉ có anh em là cành nào mà tao thấy không ưng thì tao cắt. Cắt đi, tao để lại cành này. Đấy kiểu vậy. Chứ còn nếu mà bây giờ mà làm từ ấy thì nói ra đây. Đấy thì hôm nay là nói với các bạn là về cái bộ môn đại. Còn tự nhiên mà bình thường thì nó vẫn là đại thôi, nhưng mà tự nhiên mà đẹp bán được khoảng 5-7 cây đại mà phát là lại thấy đại nó đẹp ngay. Còn nếu không bán được thì không bán được, tức là nó không mang lại lợi nhuận ấy. Cũng là mộc hương, nhưng cái thời điểm bán sốt ấy thì đi đâu bà con nào trồng cũng hỏi mộc hương. Bây giờ mộc hương ế thì lại không còn đẹp nữa, đúng không? Ngày xưa ai cũng hỏi xong rồi bán được kiếm tiền. Với người nông dân, người sản xuất cũng vậy, cứ cái gì mang lại lợi nhuận thì nó còn đẹp. Chứ mẹ bây giờ có con gái ở trong nhà nó cũng đẹp đấy, nhưng mà nó lại mang tiếng là nghiện mica ve thì đi đâu cũng ngại, đúng không? Đấy, còn trồng cỏ làm kinh tế đây thì cũng lâu lâu à, tầm 5-6 năm, chục năm thì ở trên mạng nó rộ lên cái việc là bán hạt giống cỏ Nhật. Thì tôi nói sơ qua là cái việc là cỏ ở đây là người ta tách như kiểu tách mạ ấy. Đấy. Ở tôi thì quỹ đất nó cao, mặt bằng, chi phí, rồi nhân công nó cao, cho nên giá cỏ chưa phải là rẻ nhất. Nhưng được cái là ở tôi nó là cái chợ, thế là bán được. Còn các nơi khác mà nó chuyên, người ta chuyên trồng cỏ, người ta phải, mình phải nói cái loại này không, thì nhiều khi người ta đang chuyên trồng cỏ thì người ta lại bảo mẹ cái thằng góp nhặt cát đá hay nói cái điều ai cũng biết, mấy cái thứ hai là chúng mày bán còn cao hơn cả bọn tao mới thế nọ kia ấy. Đấy, cái người ta có đầu ra thì người ta bán thì được giá nó bằng với giá thị trường. Còn bình thường các ông sản xuất thì thường là những ông ấy là chỉ có lãi hơn so với đi làm công ty với đi trồng lúa là các ông cười rồi, đúng không? Thì lên mạng thì thằng nó bán ví dụ như là 30.000 chẳng hạn, ông đang bán 25 thì ông cảm giác là mẹ thằng kia nó bán cao hơn mình rồi, nó vẫn bán được. Nhưng mà nói cho cái người ta chơi, đây là cái cỏ mới cấy này. Đấy, là từ những cái cỏ này xong muốn ấy thì là cấy ra như kiểu là cấy lúa ấy. Đấy, còn bên này trúc quân tử thì cách đây hơn chục năm mình nói về cái mô hình trồng trúc quân tử ở nhàn tênh. Nhưng mà tôi nó là cái chợ thì nó thế. Tự nhiên mấy ông Hà Giang mà trồng trúc quân tử xong rồi đéo bán được, cái một năm trồng hàng vạn trúc quân tử xong rồi cả năm bán được 10 cây ấy thì rất nhàn nhá. Cho ăn là anh em chúng nó cứ cầm đạm bắt cho chấu ấy, cứ bắt đây, còn thậm chí cái này còn đến tận khi thu hoạch không chui được vào trong kia. Đấy, ở đây còn cải tiến, còn nắp hệ thống tưới ấy. Ngày xưa mấy anh em Phương viết các thứ thì trồng đéo bao giờ tưới, cứ đứng từ đây xong rồi có cho ăn thì rắc đạm vào được, lúc ăn lúc không đạm mới cho ai. Thu nhập cao đấy, trúc quân tử ấy. Đấy, còn cỏ đẹp không, không gian nó đẹp như này, phải làm các ông ạ. Mẹ, anh em thì trồng, anh em thì sản xuất, mình thì đây cũng là làm đấy, hình thức làm đấy. Cỏ êm phết đấy, nhưng mà cỏ nó phải dày tầm này ngồi êm mông. Đây là cái giống cỏ khác ấy, thấy đéo nào dày như này cũng bán đi nhỉ, đi ấm chân à, đi mát chân. Cỏ này chắc là cái giống khác đấy không, con thủy nó trồng ở nhà, nhưng mà sau một thời gian nó lên nó như cỏ dại ấy. Đây, cỏ đây nó lên như thế này thì vẫn cảm giác đẹp đây, đúng không? Không có thế, né là cũng cắt tỉa đấy, nhưng mà nhìn như thế này càng ấy nó càng đẹp như thế này mà, đúng không? Nhà nó như kiểu rừng rậm châu Phi ấy. Xong mỗi lần lại gọi ông cõng ra để cắt. Xong rồi vừa rồi nó chán cỏ rồi, nó này đồ mẹ nó bê tông. Nó bảo trồng cỏ bẩn.
đổ mẹ bê tông, đổ hết bê tông. Nó thiên nhiên nó như thế này nó đẹp hơn so mấy cả cỏ chứ. Nếu ai bây giờ tự nhiên về xong rồi ngồi ở giữa cái nền bê tông bao giờ, những nhà mà các bạn mà có cái này thì sẵn sàng cuối tuần hay là lấy các thứ ngồi bẹt trong đây, cảm giác thiên nhiên nó yêu đời ngay, đúng không? À, nhưng mà kiểu người ta lười ấy, người ta thích là nhà mấy các thứ nào anh à, nhà nhiếp là ơi mưa hay sao nhỉ. Đây như cái này cũng đẹp đây này. Có được coi nghỉ ở cái bài này nhá, tâm sự đời. Đời thì có đéo gì mà tâm sự, đúng không? Nghỉ nhá.